thưa quý thầy cô cùng toàn thể tất cả các bạn học sinh thân mến, lời nói đầu tiên cho phép em gửi đến quý thầy cô cùng tất cả các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tôi xin tự giới thiệu, em tên là Đăng Thanh. Và em tên là Thành Tài. Hôm nay hai chúng em rất là vinh dự khi được đứng tại đây đại diện cho chi đoàn lớp 11A6 kể lại câu chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Câu chuyện chúng em muốn mang đến cho thầy cô và tất cả các bạn hôm nay có tên là Bác Hồ về thăm quê hương. Như chúng ta đã biết, Bác Hồ là một vị cha già kính yêu của dân tộc, là một vị lãnh tụ cao cả của đất nước, người ra đi tìm đường cứu nước và để lại cho nền dân tộc Việt Nam chúng ta là sự hòa bình, độc lập, hạnh phúc, tự do như bây giờ. Sau hơn 30 năm ra đi tìm đường cứu nước, được trở về tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam cho đến lúc đi xa, Bác chỉ mới về thăm quê được có 2 lần. Lần thứ nhất là vào năm 1957 và lần thứ hai là vào năm 1961. Những năm tháng chưa về thăm, Bác luôn canh cánh nỗi lòng của mình với quê hương. Tháng 4 năm 1949, Bác viết một bức thư gửi về cho cậu và dượng của mình. Trong thư Bác viết: "Tôi chưa về thăm được, không phải vì tôi vô tình với quê hương, nhưng vì lẽ này, trong lúc giặc Pháp đang xầy xéo nước ta, thì phận sự của người Việt Nam là vì nước quên nhà, vì công quên tư, là một người đại đới chung của đồng bào, tôi càng phải như thế. Vì vậy, tôi chưa kịp viết thư hoặc về thăm." Mãi đến tháng 6 năm 1957, Bác mới về thăm quê hương lần đầu tiên. Cụ Nguyễn Xuân Quế có vinh dự được 2 lần đón Bác về thăm quê. Tuy đã cao tuổi nhưng cụ vẫn nhớ mãi như in cái lần đón Bác về thăm quê lần đầu. Cụ kể lại: "Khi đó tôi là cán bộ trực đảng của xã, mới 23 tuổi, sự việc diễn ra thật bất ngờ. Tối trước ngày Bác về, cán bộ xã chúng tôi được trên thông báo sẽ đón một đoàn khách quý vào, nhưng không rõ ràng đằng nào. Khác với mọi đằng trước, lần này có một đơn vị bộ đội về đàm mìn, đi đến đâu thì cảnh giác đến đó. Sự khác biệt ấy khiến cho chúng tôi đón già đón non rằng hay là Bác về, nhưng không ai dám chắc. Từ tờ mở sáng, người dân Kim Liên đã tập trung đông đúc ở dưới gốc đa sân vận động. Trước khi về Kim Liên, Bác ghé thăm một đơn vị bộ đội Tây Nguyên đóng quân ở Rú Đụn. Sau đó người mới trở về nhà của mình, hỏi thăm bà con họ hàng làng xóm, rồi người mới trở ra sân vận động." Bác mở đầu cuộc nói chuyện với bà con: "Quê hương nghĩa trọng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình." Sau bao năm xa cách, trở lại quê hương, người bồi hồi xúc động, nói: "Đã lâu về thăm quê hương, thường thì người ta thấy tuổi tuổi, mừng mừng. Nhưng tôi không thấy tuổi tuổi, mà chỉ thấy mừng mừng. Mừng là vì sao? Vì lúc tôi đi và bây giờ trở về, nước ta nói chung và tỉnh ta nói riêng, có rất nhiều sự thay đổi. Thay đổi quan trọng nhất là lúc tôi đi, nước ta còn bị thực dân cai trị. Đồng bào ta đều là những người nô lệ, nhưng bây giờ trở về, đồng bào miền Bắc nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng đều là những công dân tự do, làm chủ nước nhà. Đây là thay đổi to lớn nhất." 4 năm sau, ngày 9 tháng 12 năm 1961, Bác về thăm quê hương lần thứ hai. Bác đến thắp nhang tại đền thờ họ Hàng Xuân, cây mướp bên cạnh nhà thờ một thời gắn bó với tuổi thơ của Bác vẫn còn đó, cành lá xum xuê, Bác nói: "Cây mướp ngày xưa vẫn còn, cây này nhiều quả, cùi lại mỏng nhưng quả ngọt." Từ đó tới giờ, cây mít vẫn chảy trước bão giông, đến mùa lại kết trái cho đời quả ngọt, hương thơm. Bác về thăm lại nhà ông bà ngoại, sau đó Bác về thăm nhà mình, Bác nói: "Đây là nhà của Bác." Với giọng Nghệ An ấm áp, xúc động đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bà con quê hương dòng tộc. Bác thăm lại những kỷ vật đã gắn bó với tuổi thơ của mình. Cánh võng đã mòn theo thời gian năm tháng, nhưng lời ru của mẹ vẫn vang vọng mãi. Hình ảnh của mẹ một tay đưa thôi, một tay đưa võng ru câu vẫn còn ở đó. Từ những chi tiết, sự việc trên, hình ảnh Bác Hồ hiện lên một cách rực rỡ và đầy cảm xúc. Những hình ảnh ấy đã chạm đến trái tim của chúng ta, về Bác, đặc biệt là đối với quê hương của mình. Là một thế hệ trẻ, chúng ta hãy học tập và làm theo tấm gương của đạo đức Hồ Chí Minh. Đừng vì mãi chạy theo đam mê của mình mà bỏ quên rằng chúng ta còn một nơi để trở về, đó là quê hương. Ai đã ru muôn xóm xóm
cùng em á chơi về hướng đông. Còn đã về hình hài quê hương qua những khung hoa su của mẹ. Còn bao nhiêu lời su con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, màn lửa khói sẽ xeo tháng năm. Ấm xa đỏ mát đen, thảo thơm vẫn quất như cành sen. Việt Nam ơi, quê ta ơi, biển lúa chín và thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ơi. Chạy với tôi nào, chào với tôi nào, chào khắp muôn vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng đất vắng. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Không biết mình về trái đâu ra Việt Nam. Cùng những thân tre bao ký ức xa xa hơi mẹ. Ai đã du cùng những dòng sông cùng êm á chạy về hướng đông. Còn đã về hình hài quê hương qua những khung hoa su của mẹ. Còn bao nhiêu lời su con vẫn chưa được nghe. Quê hương ta đẹp lắm, mặt lửa khói sẽ xeo tháng năm. Mùa thịt nắm xa nó mát đêm, thảo thơm vẫn quân như cành sen. Việt Nam ơi, quê hương ta ơi, biển lúa chín và thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ơi. Dậy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp muôn vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng bất vắng. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Không biết mình về trái vô đau Việt Nam. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Không biết mình về trái vô đau Việt Nam. Không biết mình về trái vô đau Việt Nam. Đây thì bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc phần thi kể chuyện của lớp chúng em. Lớp chúng em muốn gửi tới thầy cô và tất cả các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp.